Em xin chào toàn thể cô chú anh chị em yêu đàn trên cả nước nhé. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021, em Phúc có địa chỉ tại Bắc Giang nhé. Em nhà vườn em tại Bắc Giang nhé. Có lên một số mặt hàng hoa phi điệp, mặt bông đẹp và hàng thân thủ nào mới cho toàn thể cô chú anh em cùng sưu tầm nhé. Mở đầu buổi bán hàng hôm nay em lên một giò phi điệp thân thủ ạ, siêu thân thủ ạ, thân thủ đạt F24 nhé. Gồm có 4 thân to này, chụp trên 1 mét rồi ạ. 4 thân to này, bản lá thì khủng khiếp luôn ạ. Nó dòng thân thủ nhé. Đây em quay cho cô chú anh em cùng xem bản lá này. To hơn 3 ngón tay các em đấy. Bản lá phi khủng luôn đấy. Huy bản lá này. Thân thủ thì nó đạt F24 nhé. Giò mẹ vừa rồi là đạt F24 nhé. Đây mới là Ki 53 đấy. Trên 1 mét nhé. 4 thân hơn 1 mét. Và còn rất chi là nhiều thân ngắn ở dưới này. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 mầm gốc, mầm ngắn ở dưới này. Rất chi là đẹp. Một giò này em quay tổng quát phải quay xa mới quay được đấy. Rất chi là đẹp nhé. Giò số 1 em để với giá là 900k nhé, 900.000 ạ. Một giò thật sự là quá đẹp luôn đấy ạ. Một giò quá đẹp. Hôm nay là em lên video muộn quá, em quay trong nhà đâm ra ánh sáng hơi kém. Mong cô chú anh chị em thông cảm nhé. Đợt số 1 em để với giá là 900k nhé. Một giò khủng khiếp luôn đấy ạ. Em quay xa mới quay được đấy. Bản lá thì rất chi là to này. Ôi bản lá này. Ngọn đi rất khỏe. Em chuyển sang đơn số 2 nhé. Đơn số 2 này của em là một giò phi điệp nhé. Cũng là một giò phi điệp. Thân rất chi là sáng này. Thân rất chi là sáng lá gân nhé. Thân sáng lá gân, kẻ chỉ rất chi là sáng này. Kẻ chỉ rất chi là rõ này. Nó rất chi là đẹp luôn đấy. Đơn số 2 còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. 8 mầm gốc đấy ạ. Em để với giá đơn này, để với giá là 400.000 nhé. Ôi, thôi 400.000 được em nữa nói không sao. 400.000 nhé. Em để giò này với giá là 400.000 nhé. Một giò rất chi là to, em nữa nói 400.000 rồi. Em ghi là 600 nhưng em đọc 400 mất rồi. Em để giá là 400.000 nhé. Em chuyển sang đơn số 3. Đơn số 3 cái là một giò 5 cây xanh Phú Thọ đấy ạ. Một giò 5 cây xanh Phú Thọ nhé. Mặt bông thì nó thì rất chi là đẹp đấy. Mặt bông 5 cây xanh Phú Thọ. Em để giò này với giá là 900.000 nhé. Em chuyển sang đơn số 4 ạ. Đơn số 4 này cũng là một giò 5 cây xanh Phú Thọ nhé. Mặt hoa rất chi là đẹp. Nói chung 5 cây xanh Phú Thọ từ mặt hoa thân thủ đều đẹp nhé. Thân thủ lá rất chi là đẹp này. Một giò này dùng có 20 cm này, 30 cm, 35 cm, 20 này, 40, 50. Một đầu gồm 50 cm, một đầu 50 cm, một đầu 30 cm nhé. Một đầu tầm 35 cm nhé. Em để giò này với giá 1.500.000 nhé. Một giò rất chi là đẹp luôn này. Năm nay về chắc chắn được ngắm hoa đấy. Dòng này nó cũng rất chi là say hoa. 50 xanh Phú Thọ. Em để với giá 1.500.000 nhé. Em chuyển sang đơn số 5. Đơn số 5 của em là một giò ám cổ Văn Giang ạ. Một giò ám cổ Văn Giang nhé. Rất chi là đẹp luôn này. Một giò ám cổ Văn Giang này. Mặt bông rất đẹp đấy. Mặt bông này đáng để sưu tầm. Đẹp từ thân lá đến mặt hoa nhé. Em để với giá là 400.000 nhé. Em chuyển đơn số 6 nhé. Đơn số 6 này là hôm nay đơn số 6 em nghĩ chắc là cũng đẹp thứ nhất, thứ nhì, thứ hai đấy. Một giò lá mít nhá. Một giò lá mít này. Mít su luôn đấy. Tròn lá, bản lá thì tròn tít luôn này. Cô chú anh chị em cùng ngắm cũng đã thấy phê rồi. Này em quay gần này. Lá nó bóng nhễnh luôn này. Ôi. Này không sưu tầm thì sưu tầm cái gì đúng không? Cô chú anh chị em nghe không? Lá tròn tít luôn này. Đấy, đây này. Rất chi là nhiều mầm gốc nhá. Em không đếm được đâu ạ. Giò này và ki trên thân. Ki trên thân đã ra rễ nhá. Về chị em là có thể là xuống chậu rồi ạ. Ki nó rơi khoảng tầm độ 20-30 cái ki em không đếm được đâu ạ. Đây ki trên thân này. Đẹp, giò này nó đẹp lắm. Thử thân lá đi. Mặt hoa thì em không biết mặt hoa nhá. Mít nói chung là mít để chơi thân lá thôi. Mặt hoa mà được đẹp nữa thì càng tốt. Đây, lá này. Cô chú anh em cùng ngắm. Em quay tổng thể đứng xa nhé. Đấy, cô chú anh em ngắm chưa? Cũng có hai thân, hai mầm gốc dài và rất chi mầm ngắn này nhiều nhé. Mầm ngắn ở gốc thì nó nhiều lắm. Em không đếm đâu. Đây, lá nó tròn tít luôn này. Giò này về cắt ki ra thì được rất chi là nhiều giò khác. Đấy, em quay tổng thể này. Hai thân đẹp chưa này? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 mầm gốc nhé. 5, 6 cái mầm gốc em không đếm đâu. Giò này em để với giá là 800.000 nhé. Quá đẹp luôn này, một giò mít này, một giò mít khủng đấy ạ. Em để giá rất chi là sự hữu nghị nhá. 800.000 giò này nhá. Nhìn thật sự là phê luôn. Em chuyển sang đơn số 7 ạ. Đơn số 7 của em cũng là một giò mít nhá. Mít lá gân đấy, đây là mít lá gân nhá. Mít lá gân bản lá nó sẽ không to như mít kia, các dòng mít khác đâu, mà nó gân lá rất chi đẹp này, lá nó dày. Mít lá gân đấy ạ. Nhà em giò mẹ đạt 6-7 cm thôi, gần 7 cm đấy. Mặt hoa cũng rất chi đẹp nhé. Mặt hoa rất đẹp. Em lưu trong máy không cho mọi người cùng xem được, nhưng mặt hoa rất chi đẹp. Mặt hoa nó đẹp lắm. Cánh bay 24 giờ rất chi đẹp.
Giò số 7 này em để với giá là 500 nghìn nhá. 500 nghìn ạ. Ba thân này. Ba thân dài tầm độ 7-80 phân này. Em không đo đâu. Rất đẹp này. Nhìn gần mới thấy nó lá nó đẹp. Đấy, người ta gần lá nó bóng nhẫy rồi. Đây, cô chú anh cùng ngắm này. Em chuyển sang đơn số 8 nhá. Đơn số 8 này chắc là tuyệt phẩm, chắc đẹp thứ hai, đẹp thứ hai của anh em hôm nay nhá. Số 8 em là một giò mít nhá. Một giò mít cô chú anh chị cùng ngắm này. Ôi, cái này nó hơi thiếu nắng, đâm lá nó hơi bị vặn, nhưng mà nó là bản chất, nó là lá mít. Nó đẹp lắm. Đây cô chú anh cùng ngắm này. Ôi, mít lá này. Tròn tít luôn này. Ôi, lá nó dày. Cái này chắc là tầm độ 6 cm, 6 7 cm, chắc chắn là phải tầm 6 7 cm đấy. Đấy, em quay tổng thể này, em quay tổng thể nó to quá, em quay gần không nhìn nổi luôn. Đấy. Cái ba mầm nhá, mỗi mầm nó phải dài tầm trên 1 mét đấy. Ba mầm dài nhá, còn rất nhiều mầm ngắn ở gốc này. Đây em quay này. Mít lá nó đẹp chưa? Thật sự đúng là chơi thân lá nhìn nhìn mới thấy nó phê thật đấy. Em quay này, mít lá xếp này. Đấy, ba thân dài và ba thân ngắn nhé. Ba thân ngắn ở dưới này. Em quay tổng thể xa cho con. Phải quay xa đấy. Em quay ánh sáng trong nhà nó hơi kém hôm nay. Em làm nên video muộn quá. Em có công việc mà. Em để giò này với giá là 1 triệu nhé. 1 triệu giò này nhé. Giá quá hợp lý luôn đấy. 1 triệu cho giò lá mít thân thủ. Đây mít thân thủ của em đấy. Ba thân dài và ba thân ngắn nhé. 1 triệu cho giò này nhé. Quá đẹp luôn này. Ê, em quay từ trên xuống nhìn cái lá này. Em chuyển sang đơn số 10 nhá. Đơn số 10 chắc em phải nhờ cô em quay hộ này. Em ra bê hộ anh giò này mới. Rồi nó to quá, em để đất thôi. Mọi người không thể cảm nhận được nó to như nào. Đây là cũng là một giò mít nhá. Một giò mít em này. Một giò mít, một mít thân thủ nhá. Em ơi, nó gần quá, nó to quá. Em phải nhân quay hộ đấy. Một giò mít này. Cô chú chị cùng ngắm này. Đấy, đây là mầm đẻ nối này. Lá nó dày rất chia đẹp đây. Úi, này, coi cả nhà cùng ngắm này, bản lá này. Úi. Cái này là thiếu, hơi thiếu ánh sáng, nó hơi bị vặn, nó vặn nắng. Đấy, em quay. Em quay cô chú chị cùng ngắm này. Một giò lá, một giò mít siêu khủng nhá. Ki rất chi là nhiều. Ki em đây là ki này. Trong này ki nó dài tầm 30 phân rồi, 2 30 phân rồi, nó chồng chéo nhau rất chi là nhiều luôn. Giò này về là phải cắt ki ra đấy. Cái bản lá đẹp chưa này. Đây là ki này, ki chân thân này. Ki chân thân nó dài tầm độ 20 phân rồi. Em quay xa nhé. Quay gần không nhìn thấy nổi luôn. Một giò mít siêu khủng đấy, mít siêu khủng luôn ạ. Giò này em để với giá là 1 triệu rưỡi nhé. 1 triệu rưỡi cho giò mít này nhé. Ghép trên đũa này, một tác phẩm mít trên đũa này. Ấy. Giờ em để với giá 1 triệu rưỡi nhá. Thôi em lên 10 đơn ạ. Em lên 10 đơn nhá. Em lên 10 đơn. Quay tổng thể lại á. Đơn số 10 em để 1 triệu rưỡi nhá. Ok em đặt xuống rồi. Em quay tổng thể lại nhá. Đây đơn số 1 này, một giò thân thủ này. 4 mầm dài và tầm 7 8 9 cái mầm ngắn ở dưới nhá. 4 này đặt F24 đấy. Năm nay chắc chắn đấy, mà anh chị em chăm tốt thì nó vẫn cứ đặt F24 bình thường, hoặc to hơn có thể to hơn nhá, do mọi người chăm nhá. Còn năm nay em chăm là đặt F24 đấy. Đây 7-8 cái mầm gốc bên dưới này, 4 mầm gốc to bên trên này, nó dài tầm trên 1 mét nhé. Giờ này em để với giá là 900k nhé. Đây đơn số 2 đây. Đơn số 2 em báo giá rồi thì em cũng không muốn báo lại, em quay tổng thể lại nhé. Đây đơn số 2 này, có 400 nghìn này. 8 mầm gốc, dòng lá gân nhé. Kẻ chỉ rất chi là sáng này. Đây đơn số 3 đây, 5 cánh xanh rất chi là được anh chị em ưa chuộng nhé. Rất nhiều người hỏi em, thật sự em cũng không check được hết tin nhắn đâu, nhiều quá. Nếu mà em có nhỡ quên ai thì anh chị em thông cảm nhé, mọi người vào nhắn tin lại giúp em nhé, em không thể check hết nổi, nhiều khi em cũng hay nhầm lẫn mà không tránh nổi. Đây một giò năm anh xanh này, 1,5 triệu này, ám cổ Văn Giang này. Đấy, đây giò lá mít này siêu đẹp luôn này, 800 nghìn giò này nhé, đẹp này. Đây mít lá gân này, mít lá gân cũng đẹp này. Hôm nay em đa phần là mít nhé, và thân thủ tuyệt phẩm này. Đây tuyệt phẩm mít này. Em quay tổng thể cho anh chị cùng ngắm nhé. Mọi người chọn đơn. Đẹp, giò này 1 triệu nhé. Và giò mít to bên này 1,5 triệu nhé, giò này 1,5 triệu nhé.
được ghép trên đũa. Đây là mít ạ, mít thân thủ nhé, đây là mít thân thủ nhé, 1,5 triệu. Và do này phải giải thân nó ra, nó trùng vào nhau quá, và ki trên thân rất chi là nhiều, nó tầm độ 20-30 phân rồi. Đây này, ki này, đấy ki này, ki tầm 30 phân rồi đấy. Ui, bản lá đẹp chưa này, 4,5 ki. Vâng ạ, hôm nay em lên 10 đơn nhé. Em cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi nhé. Số điện thoại của em là 0328066682 nhé, cũng là số Zalo của em ạ, 0328066682 ạ. Vâng ạ, em cảm ơn mọi người nhé.